Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp con hạt nha. Rồi hiện tại mình cũng đã chuẩn bị một tờ giấy vở này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách gấp được con hạt. Rồi bước đầu tiên thì các bạn gấp lại như mình, như thế này. Rồi thì sau khi các bạn đã gấp lại như mình như thế này rồi, bước tiếp theo các bạn cắt cái khúc ra nha. Rồi thì sau khi các bạn đã cắt khúc ra rồi á, bước tiếp theo các bạn gấp lại như mình. Đó, các bạn gấp lại như thế này nha. Rồi sau đó các bạn mở ra thế này, các bạn gấp như thế này. Đó. Rồi ở bên đây các bạn cũng gấp như thế nha. Các bạn cũng gấp mở ra thế này. Rồi thì sau khi các bạn đã gấp như thế này rồi á, bước tiếp theo các bạn gấp vào như mình nha. Ở hai bên. Rồi sau đó các bạn gấp xuống. Rồi bước tiếp theo các bạn mở ra. Các bạn mở cái đây ra này. Các bạn gấp lên. Đó. Rồi bước tiếp theo các bạn gấp ở bên đây. Các bạn cũng gấp vào hai bên. Sau đó các bạn gấp xuống. Rồi bước tiếp theo các bạn gấp mở ra như thế này. Rồi thì sau khi các bạn đã gấp như thế này rồi á, bước tiếp theo các bạn lật ở đây nha, như mình. Đó, các bạn lật ra thế này. Rồi sau đó các bạn gấp vào hai bên. Rồi sau đó các bạn gấp lên. Các bạn gấp lên thế này nha. Ở bên đây các bạn cũng gấp lên luôn. Rồi. Sau đó các bạn mở cái này ra nè. Rồi sau đó các bạn cầm ra thế này, cầm hai cánh nó ra nè. Rồi sau đó các bạn gấp cái đầu nha. Đó. Rồi ok, vậy là mình đã gấp thành công một con hạt nha. Đó các bạn thấy chưa? Trước đó là mình cũng đã gấp được hai con rồi. Đây. Mình để đây cho các bạn xem. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách gấp con hạt.
Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.